chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video để viết chương trình điều khiển 8 lớp bay đoạn bằng phương pháp quát theo yêu cầu là chữ hello như vậy từ phải sang trái, sau đó chép tắt 3 lần, sau đó đếm dài và đọc lại. Thì đây là phần mô phỏng trên Proteus của mình. Ở đây mình sử dụng hai bọt là bọt C và bọt D. Bọt C là bọt có tác dụng là để hiển thị nội dung. Ví dụ như mình muốn hiển thị chữ H thì mình phải thông qua bọt C. Còn bọt đi là bọt hiển thị vị trí mà nội dung mà mình muốn hiển thị nội dung. Ví dụ như mình muốn vị trí là chỗ này thì mình phải thông qua bọt đi mình mới hiển thị vị trí này, thì đèn led chỗ này sẽ sáng. Đó. Hay nói cách khác là bọt đi là bọt để hiển thị vị trí. Ở đây thì mình sử dụng cổng node bởi vì led 8 led của mình là sử dụng được nói theo kiểu anode nối chung cho nên là mình sử dụng cổng nốt. Bắt đầu là ở vị trí này là vị trí của D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Mình xin được chuyển qua phần lập trình. Thì ở trong phần lập trình của mình, đầu tiên là hai dòng lệnh này là hai dòng lệnh khai báo thư viện cho con biết 16F87. Dòng lệnh này là dòng lệnh khai báo tần số thật anh sử dụng. Dòng lệnh này là dòng lệnh khai báo kiểu dữ liệu cho một mảng là mã bay đoạn. Cái này là cái giá trị trong mảng này được giữ cố định. Dòng lệnh này là dòng lệnh khai báo kiểu dữ liệu cho cái mảng hello là gồm có 21 phần tử này. Thì bởi vì là mình nối theo kiểu anode nối chung cho nên là ở mức 0 thì đàn sẽ sáng, cho nên là nếu mà không ép thì đàn sẽ tắt. 8 con led này từ đây tới đây là đàn sẽ tắt khác. Và không ít F9 nó sẽ hiện ra được chữ H, không ít 86 là chữ E, không ít C7 là chữ L, không ít C0 là chữ O. Ở đây là mình sẽ dùng một mảng nữa là gồm có 8 phần tử, cho nên là mình dùng in 8. Ở đây sẽ hiển thị là các nội dung như sau. Không ít FE tức là vị trí này, vị trí của D0 này sẽ sáng và có vị trí khác sẽ tắt. Tương tự không ít FD là vị trí của D1 sẽ sáng và có vị trí khác sẽ tắt. Và 0x7f là vị trí của D7 sáng và có vị trí khác sẽ tắt. Hai dòng lệnh này là hai dòng lệnh khai báo kiểu dữ liệu cho các biến mình sử dụng. Chương trình con thứ nhất là chương trình con chạy chữ hello từ phải sang trái. Thì đầu tiên là mình sẽ chạy phần là for này. Là for này thì 14, mình sẽ giải thích là 14 phần tử là bởi vì mình cho y nhỏ 14 là bởi vì ở đây mình có 8 led cho nên là mình phải chạy 8 lần 8 giá trị của mảng hello này. Đầu tiên là đây là cái lần chạy đầu tiên của mình. Tiếp theo đó là tới lần chạy này. Tiếp theo đó tới lần chạy này. Tương tự như vậy thì mình sẽ có được là 14 lần, tức là 0 tới 13, tức là y sẽ nhỏ hơn 14. Vòng lệnh này là vòng lặp. Vòng lặp này là vòng lặp hiển là dùng để thời gian hiển thị, để tạo ra thời gian hiển thị. Ví dụ như khi mà mình muốn hiển thị chữ H, thấy cái vòng lặp này nó sẽ hiện ra chữ H. Sau đó K là tăng lên đủ 50 lần. Mình lấy 50 mình nhân với thời gian delay của nó là 1 mili giây, thì thời gian hiển thị của chữ H sẽ là 50 mili giây. Tiếp sau khi chạy xong thì sau đây là dòng lệnh A bằng 0xFE. 0xFE là đây, là 0xFE lúc là D0 sẽ sáng này. Sau đó các đàn sau lưng sẽ tắt. Đây là 0xFE, tức là D0 là nó sẽ nằm ở vị trí này, đàn đây sẽ sáng đầu tiên này. Đàn đây sẽ sáng đầu tiên, các đàn này sẽ tắt. Sau đó là bởi vì là mình dùng 8 vòng lặp này là vòng lặp. Mình dùng 8 phần tử, mình dùng 8 giá trị cho nên là mình phải nhỏ y z nhỏ hơn y cộng 8. Lúc đó là mình sẽ nhân z bằng y. Sau đó là z sẽ nhỏ hơn y cộng 8. Sau đó mình sẽ xuất ra bọc đi. Cái giá trị a này này, mình sẽ xuất ra bọc đi. Bởi vì bọc đi là bọc lựa chọn vị trí. Bọc C mình sẽ xuất ra giá trị của cái mảng. Mình ví dụ như lúc đầu y bằng 0 đi. Y bằng 0 thì z sẽ bằng 0. Z bằng 0 thì sẽ xuất ra giá trị này, tức là tất cả đàn đều sát để tác. Ví dụ tiếp theo là ví dụ như y bằng 1 đi. Ví dụ y bằng 1 thì z sẽ nhỏ hơn 9, thì mình lấy giá trị 8 để giá trị h này này. Mình sẽ cái bọc C sẽ xuất ra giá trị là chữ h. Chữ h này sẽ nằm ở D7 bởi vì a lúc này đã được dịch. Bởi vì ai lúc này là mình đã dịch rồi nè, mình dịch tới vị trí cuối cùng rồi đây. Bởi vì tại sao nó nằm ở vị trí D7, mình giải thích này. Bởi vì a sẽ bằng a dịch 1 và o với 1 đây.
đây là A, nó dịch 1 thì đây, O với 1 mình sẽ được giá trị 1. Tương tự như vậy, nó cứ dịch tới vị trí cuối cùng. Vị trí cuối cùng là vị trí D7 này, D7 sẽ sáng và các đàn sau lưng này sẽ tắt, các đàn này, này từ D6 tới D0 sẽ tắt. Khi mà mình dịch như vậy rồi thì mình sẽ xuất ra cái chữ H là cứ ở vị trí cuối cùng của 8 giá trị, cho nên là mình dịch xong, cho nên là mình sẽ xuất ra được vị cái chữ H cái nào ở vị trí D7. Sau đó mình delay 1 mili giây, cái bảo lập như vậy, cái hiển thị mình sẽ hiển thị được chữ hello chạy từ bên phải sang bên trái. Tiếp theo đó là vòng lặp nháy, tức là chữ hello sẽ nháy 3 lần. Thì đây vòng lặp, vòng lặp for mình sẽ cho t nhỏ hơn 3, tức là nó chạy từ 0 tới 2 là đủ 3 lần. Sau đó mình sẽ gắn cho biến tạ là bằng 7. Vòng lặp này cũng như cái vòng lặp trên là mình sẽ hiển thị ra thời gian, cái này là nhân với 150, 400 nhân với 150 là thời gian hiển thị của chữ hello, sẽ là 400 nhân với 150 sẽ là 60.000 mili giây. Thì cũng như mình giải thích ở trên ấy, thời gian hiển thị của chữ hello sẽ là 60.000 mili giây này. Tức là mình sẽ cho đầu tiên đó, mình là di bằng 8, tức là mình sẽ lấy được chữ H này, chữ H. Sau đó là mình di nhỏ hơn 14, tức là chữ H này 8 này 9 10 11 12 13 14 mình sẽ lấy được 0xff. Tại sao là mình phải lấy hai giá trị này? Bởi vì là cái phương pháp quát của mình, tức là nó sẽ quát, nếu mà mình không có hai giá trị này này, nếu mà không có hai giá trị nó nằm chỗ này này, thì nó sẽ chạy hai cái chỗ này, nó sẽ có chữ hai chỗ này, nó sẽ có chữ và nó không đúng yêu cầu đề bài. Thì mình muốn xóa hai cái chữ chỗ này đi thì mình phải cho cái này là 0xff, cái này là giá trị 0xff và cái này cũng là giá trị 0xff, thì nó sẽ xóa được hai giá trị này. Chữ hello nó chỉ nằm trong bậc năm của ô này thôi, H là E L L O đấy. Đây em 8, sau đó mình sẽ đây cái này là sao, output D là output xuất ra vị trí. Thì cái mẫn quát của mình như nó nói ở trên này, mình sẽ lấy cái quát này nè, đó mẫn quát của mình là đây, đây là 0 giá trị 0 này, 1 2 3 4 5 6 7. Thì đầu tiên là di bằng 8, biến tạm của mình bằng 7, tức là nó sẽ lấy vị trí đầu tiên là vị trí 1. Vị trí 1 là vị trí này, là cái đàn, là cái đàn chỗ này đã sáng, cái đàn chỗ này là con led chỗ này sẽ sáng. Thì con led chỗ này sẽ sáng, tức là con led 0 này 1 là con led D1 sẽ sáng này, led D1 sẽ sáng, led chỗ D1 sẽ sáng. Đây, con led chỗ D1 sẽ sáng. Con led chỗ D1 sáng, xong mình sẽ hiển thị nội dung của chỗ con led D1 này. Đó là chữ G, chữ G lúc mà bằng 8 là xuất hiện ra được chữ H. Sau đó mình delay 200 giây. Sau khi delay 200 giây, cái này sau đó G tăng lên 9. 9 thì tới vị trí D2. D2 nó xuất ra chữ E. Tương tự như vậy, D3 xuất ra chữ L, D4 xuất ra chữ L, D5 xuất ra chữ O, D6 xuất ra tắt đạn, D7 cũng xuất ra tắt đạn. Rồi D0. Các bạn hỏi tại D0 ở đâu? D0 của mình bởi vì mình không hiển thị đây này. Mình không ghi cái D0 của mình, thôi ghi nó chạy 8 này, D0 mình sẽ có cái vòng này, tức là tất cả điều D đều sẽ tắt. Tức là D0 cũng sẽ tắt. Đầu tiên là D0 cũng sẽ tắt, cho nên là mình không có cần hiển thị D0 trong này. D0 đầu tiên là các đàn sẽ tắt này, chỉ có khi mà mình chạy cái vòng lặp này là nó sẽ sáng các đàn, nó sáng các đàn mà mình chạy này thôi, còn D0 nó sẽ tắt. Đấy, sau khi chạy xong thì mình sẽ delay 150 mili giây. Cứ tiếp tục như vậy nó sẽ hiện ra chữ hello và hết cái vòng nháy đầu tiên thì T sẽ tăng lên, mình nháy đủ 3 lần thì mình sẽ thoát khỏi vòng lặp này. Nhắc lại nhé, đây là vị trí của D0. Nếu mà lúc đầu mình có nói đây là vị trí của 8 là mình nói sai đấy. Đây là vị trí của D0, này mới là vị trí của D8. Này, D8. Sau đó khi chạy hết chương trình nháy xong thì mình sẽ chạy chương trình hiển thị số. Hiển thị số thì mình sẽ cho nó chạy từ 0 tới 11, tức là 12 giá trị.
Cái này cũng như trên là phòng lập hiển thị thời gian. B bằng 0x7f tức là hàng đơn vị. Tức là sao? 0x7f tức là đây này. 0x7f là đây, tức là D7 này sẽ sáng này, D7 nó sẽ nằm ở vị trí cuối cùng là đây, đây là hàng đơn vị này. Còn D6 sẽ là vị trí hàng chục. Đây này, D6 là 0x8f là vị trí của D6 sẽ sáng. Xuất ra vị trí của hàng đơn vị là D7. Sau đó mình sẽ xuất ra output C, cái mã bay đoạn đếm %10, tức là %10 tức là chia ly dư. Thì ví dụ như mình lấy số 1 đi, lúc này nó biến đếm bằng 1, 1 thì chia lấy dư sẽ là được 1. Nó sẽ dư 1 và được số nguyên là 0. Thì lúc này bộ C sẽ xuất ra giá trị 1, sau đó delay 10 giây. Hàng chục như nãy mình đã nói này, đây là D6. Sau đó là cái này nó xuất ra giá trị 0 này. Mình lấy đếm bằng 1, 1 chia lấy nguyên với 10 là sẽ được 0, sau đó delay 10 giây, tức là nó sẽ xuất ra giá trị 0 1, 0 ở D6 và 1 ở D7. Mình lấy giá trị tiếp theo là giá trị 11. 11 thì chia lấy dư sẽ được 1, bọt C sẽ xuất ra giá trị 1. Chia lấy nguyên sẽ được 1 luôn, bọt D sẽ xuất ra giá trị 1. Tức là bọt D7 và D6 đều là giá trị 1 hết. Còn đây là chương trình chính của mình. Chương trình chính của mình thì đầu tiên là mình sẽ khai báo là ngõ ra là ngõ C, mình sẽ chọn bọt C là bọt ngõ ra để hiển thị giá trị số, để hiển thị nội dung. Tức là có đây có chương trình con của mình, còn đây là phần này tuần hoàn, mình sẽ build thử cho các bạn. Đây nó sẽ đủ 11, sau đó nó sẽ quay lại chữ hello như đầu. Hello sẽ chạy. Bài mô phỏng của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.